đấy, đốt đồng đốt dạ khói um tùm luôn. Không, không xuống đâu, thoải mái không mà xuống. Con đen cái lên đẹp thế. Mưa to mới là mưa nhỏ như này là không mưa. Hiểu chưa? Mưa này mận gì đâu mà. Bỏ. Anh thải luôn. Không nói là gì quá. Anh Thái đi học đâu, toàn đi xe đi chơi ấy. Nãy chăng thế nào mà lại lỏng ở bên nhỉ? Lúc thả đẩy lên thì nó... Thấy nó xịu hẳn một bên. Rồi, đánh vòng một vòng ở đấy, đi đéo vòng là vùng nào. Nó đu luôn vừa rồi. Bị mưa rồi. Nào, 1, 2, 3 lên nào. Ý, kìa chưa. Kêu dã man con. Con này chân to đấy. Giống chân to này là ngựa mông cỏ đấy. Từ trên mông cỏ xuống Trung Quốc về Việt Nam. Ăn nhìn ngon thế. Con bướm đẹp đấy. Ra đây xem. Săn quá ngon luôn. Đấy, ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây để chơi. Nhìn lên ra đây. Chưa? Nhỏ thế. Úi giời. Nhỏ dã man luôn, thấy chưa?
Ui giời. Ui, hiểu chưa? Mùa kinh. Chúng mình ăn này. Nhiều thế. Đàn chim sẻ của nó tuyệt vời luôn đấy. Thế chứ đấy. Quá dã man. Nhiều thế. Nhiều thật đấy. Nhiều nhiều. Đàn chim lấy mà bắt được thịt thì thôi rồi. Thịt đúng nè. Nét nghỉ luôn đấy. Nhiều thế. Đây. Ta tận đời cho nó xem. Nhiều chưa? Nhiều chưa? Nhiều chưa? Nhiều thế. Nhiều chưa? Nhiều thế chứ. Nhiều chưa? Ui, nhiều chưa? Kìa, có thằng đang thả diều kìa. Mưa chưa? Chắc là dần tối là mưa thật đấy. Chim thế nên ăn thóc. Hiểu thế. Đây thóc này. Nên sẽ nó ra là ăn được. Đầu lắm mới gặp được nhiều như thế. Nhiều dã man. Bộ dây nhà này.